xem. Và bây giờ thì các bác sẽ hát xi mọi người. Cái cô này không ai say nhỉ. Mày đừng quay nữa. Đây các cô muốn đi về thì phải uống rượu. Chị em mỗi người một nửa. Mỗi người thì đây là bố cô dâu với mẹ của cô dâu uống với kiểu như khách, kiểu như người nhà mời về. Cái gô kia ở thấy bê lâu lắm mà chưa hết. Mà bên dưới kia là bố của cô dâu. Bố của cô dâu thì nhờ người thợ kèn thổi kèn đến đấy thì sẽ nhờ mọi người uống rượu cùng vui vẻ. Khi từ từ nhân động giao ấy thì đây là bác thổi kèn này, nghe thổi kèn so với người bên nhà trai này và thầy này, thì đi ra cửa thì các cô mặc quần áo dân tộc ở đây thì sẽ thường hay là mời rượu.